Bè thằng xấu anh em thầy trò lên sông hình như cu vào nhà của bà chị quen của sư phụ bà con ở lại nấu cơm ăn buổi trưa. Ê, sư phụ mới làm một nồi cơm rồi giờ lên nghỉ mệt rồi đưa cho mấy đệ tử lên nấu canh. Đây là Tony Tèo, gọi là Tèo Gió. Đây là sư huynh Mạnh, là rất là đẹp đen vô trong bếp đang phụ trách cái nấu canh chua lây giang thịt ghe. Đây sư huynh Mạnh chén ra chưa bác con nào, sao mặt không thấy cười vậy? Đây chơi thời tiết rất là nắng, khó bác lắm nha anh em. Đồ ăn của bác anh em lên bà đi gặp bà chị chú trại bà cho một con ghe đang nấu canh chua. Đó, trên đây người ta sống bếp đồ nấu đơn giản thôi, cơm sư phụ nấu xong rồi. Bây giờ sư Vinh Mạnh là rất là đi bài cái chỗ là đem đang với anh em rất là nhiệt tình. Nhưng mà nhớ là trước xem là sầu canh đó em nhắc nghe, tránh đừng nhắc nghe. Đây chừng muối của hai mới vẽ xong. Đây, chừng hai mới vẽ cái muối xong rồi làm một điều thuốc đây. Vậy chẳng mà chịu dai bền lắm nha anh em. Sáng giờ là mấy cái đôi rồi ạ. Nhưng mà còn chưa được thu phục được em bói nào hết. Hôm nay thời tiết nắng quá. Anh em vừa ở thôi cũng đút vô trong xung quanh cái giường thì rất là rộng. Bơ. Này là gần cái ở dưới chân của thi điện nha anh em. Chua trên này là anh em ở cách này khoảng 8-9 năm trước đó. Mấy thầy trò đi là lần này là chưa vừa nghĩ là móc ở đây là ăn cơm vậy là 1-2 giờ để thêm là có dính nha anh em. Mà này nó khô khan quá. Trên này là cái ống mà thông hơi, ống thông hơi là bên kia của cái đồi bên đó là một con sông, họ tích lũy nước là cái đập thủy điện á, là xong nó chỉ qua người ta làm một cái đường hầm nó chỉ qua bên cái thông về cái núi này và xuống ở dưới cái nhà thủy điện. Đó, anh em thấy không? Thì dựa cái đó là người ta sẽ làm một cái ống thông hơi. Hôm nay là mình quay bằng điện thoại nên là không có được zoom xe lắm. Còn cái nhà máy thì điện này là đặt ở dưới chỗ dưới chân này, rất là lớn nha nè. Đây, đây là con mồi của sư phụ đây. Chúng vừa xung quật đây cho nghỉ ngơi hết. Lúc trước à, thì cỡ giờ cái giường này quẳng cá cu vào gù cho mà này chắc không còn rồi nha nè. Bây giờ một con của sư phụ nữa. Con của anh Mạnh là con nào ạ? Anh sư Vinh Mạnh đi có con nọc bối mới lên. Lèo, cửa là lèo. Nhưng mà không biết chim ngồi nhập vào thì nó có bắt đội hay không, vì bối không biết trước đâu. Xung quanh này là rất là rậm nha anh em, rất là đẹp. Vườn này thì cây ăn trái rất nhiều. Thơm đi. Okay. Làm gì vậy? Bức gì vậy? Chặt là gì vậy? Bức này.
Chi vậy? Rang là cho vụ không là vui đó sao? Còn nó nhát chạy chi đều hết. Ông biểu rang mà. Lúc rút lúc vô mà hay. Đây là đủ, đây đủ hết, thiếu mình tí. Rồi sư phụ quay chút đi. Chào anh em nha. Đây là mình không ở trong trong rừng mà ở nhà. Tấu mình. Đây là dũng cua đất. Anh tìm vậy. Gì đồ ăn con hết mà. Dũng cua đất có một thân hình là rất là độc. Ngực nở eo thon. Rồi, thôi vậy được rồi nha anh em. Mình xuống phụ nấu cơm nồi tí cho đỡ. Đỡ anh Sư Vinh Mạnh anh làm biết còn không được. Rồi, chào anh em nha. Cô mấy anh em đi quý như cô này anh em. Rất hấp dẫn. Anh ấy là lên gặp chủ nhà là cho một con ghe luôn. Một ghe thẻ rừng thẻ núi luôn. Rồi em anh em mấy anh em đem lên. Ăn biết đây cũng chưa mập. Cần chi mập. Mình chị Vinh. Tèo em anh. Ăn chén nữa tao lấy cái tô ăn luôn nha cha. Lấy chén cho tao lại tô. Rồi, ok. Quế đã. Quế nhà đâu đâu? Cô nhà nội bên kia. Bây giờ đi phải cánh đế nữa chứ. Đây bà ghé gặp bà chị chủ nhà là rất là bài nha anh em. Bà lên là đưa con ghe ra liền. Giờ còn mấy lông bia bia nái nè. Bia nái. Bia này là cứ uống theo đĩa đấy nè. Đó là còn nữa à. Đĩa đỡ lại còn nhất à. Bé là nhiệt tình luôn nha anh em. Bé đẻ. Rồi, chào anh em nha.